chẳng là tiên dáng trần gian, mà sao em lại xinh như thế khiến bao người phải say mê rồi trái tim rung động vì em quá xinh. Phải chẳng là anh đã thầm yêu từ ngày khi gặp em, anh biết trái tim này đã trao em rồi, đã yêu em rồi, chỉ yêu mỗi em. Này em ơi yêu anh nha, anh sẽ muốn cho em như quá thế nhưng anh không đòi đâu, cứ yên tâm mà xài lâu. Anh đây chơi giật ngầu, chia tay anh sẽ không lấy đâu. Còn khi đưa em đi mâm, anh sẽ mang theo hơn 100, thế nên em không cần care, cứ yên tâm không cần xe, hãy cứ vui lên đi nè. Đừng buồn vì em đã có anh, anh thấy mình chẳng thể cách xa nữa rồi, như là anh chẳng với sao, chẳng thể tách riêng với nhau thế rồi. Giờ thì em có yêu anh không? Phải chẳng là tiếc dáng trần gian, mà sao em lại xinh như thế khiến bao người phải say mê rồi trái tim rung động vì em quá xinh. Phải chẳng là anh đã thầm yêu từ ngày khi gặp em, anh biết trái tim này đã trao em rồi, đã yêu em rồi, chỉ yêu mỗi em. Anh sẽ mua cho em như quà thế nhưng anh không đòi đâu, cứ yên tâm mà xài lâu. Anh đây chơi giật ngầu, chia tay anh sẽ không lấy đâu. Còn khi đưa em đi mâm, anh sẽ mang theo hơn 100, thế nên em không cần khe, cứ yên tâm không cần share, hãy cứ vui lên đi nè. Đừng buồn vì em đã có anh, em đã có anh. Nhiều lúc anh thấy mình chẳng thể cách xa nữa rồi, như là anh chẳng với sao, chẳng thể tách riêng với nhau thế rồi. Giờ thì em có yêu anh không? Phải chẳng là tiên dáng trần gian, mà sao em lại xinh như thế khiến bao người phải say mê rồi trái tim rung động vì em quá xinh. Phải chẳng là anh đã thầm yêu ngay khi gặp em, anh biết trái tim này đã trao em rồi, đã yêu em rồi, chỉ yêu mỗi em.